2024. Hôm nay mình cũng phải đi làm. Hôm nay mình làm trong hotel. Hôm nay là có một đám cưới của người Việt Nam. Star Steve mà để hồi là cái mobile của mình á, thì mình hôm bữa đó mình bỏ trong một cái ba lô, thì nó nằm cạnh một cái chai nước ngọt. Chai nước ngọt thì không có đậy nắp cho nên nó rỉ nước vô trong cái cây Star Steve đó, cho nên nó bị hư cái hệ thống lò đinh. Cho nên mình không có lò để được cái starty để hồi là cái mobile á. Cho nên mình không có quay được. Nếu mà mình cắm điện vô á, thì mình có thể hồi là giữ cái mobile á, để mình quay phim được. Thì cho nên cái của mình là cái CDZ UM6. Thì bây giờ mình đang đặt mua cái mới đi CDZ này. Cái của mình là 5, thì mình đang đặt mua cái số 6, cái model số 6, thì luôn thuế luôn mum thì khoảng 2.000, thì họ sắp sửa gửi về, thì mình phải có cái đó để mình sắp sửa đi du lịch thì mình cầm theo. Còn cái cũ thì chỉ có cắm điện vô thì mới sử dụng được. Mà không biết cái mobile của mình sau khi update test nó cũng bị trục trặc. Cho nên cái app của cái CDC thì nó không có hoạt động. Cho nên mình phải tải xuống và install lại mới. Update new version. Thì sau đó thì hình như là cái volume á, cái hệ thống âm thanh hình như nó không có được chuẩn nữa. Cho nên dạo này mình không có quay phim, với lại mình làm cũng hơi nhiều cho nên hơi mệt mỏi. Nhưng mà những dụng cụ này thì mình nghĩ là mình phải có để mình sắp sửa đi Nhật, thì mình quay phim ở Nhật với lại mình đi về Việt Nam, thì mình có dụng cụ để quay phim làm kỷ niệm. Từ vì mình, các bạn thấy nè, tóc mình bạc hết rồi, có nghĩa là mình già rồi. Thì khi mình già rồi thì có nghĩa là mình sẽ không được đi chơi nhiều hoặc là đi xa thì sẽ mệt mỏi. Cho những cái phim mà mình quay đó là những cái kỷ niệm, để sau này mà mình ngồi một chỗ, mình không có hoạt động tích cực nữa, thì mình xem lại những cái đoạn phim kỷ niệm đó. Thì đó là hình thức gọi là Vlog, V-L-U-G. Thì mình đang mua chuẩn bị những cái dụng cụ lại. Chỉ vì một chai nước 15 đồng làm cho mình tốn một cái jumbo mới hết 2.000. Cho nên các bạn cũng phải cẩn thận. Những cái đồ điện thì không nên để gần chung với những cái đồ nước. Thì mình cũng biết chuyện đó lâu lắm rồi, nhưng mà hôm bữa đó đi làm về mệt mỏi cũng làm biến. Mình nghĩ chắc không đến nỗi nào, ai ngờ đâu nó rỉ nước chảy vô trong cái vali sũng nước, nó chảy vô cái jumbo đó của mình luôn. Thì bây giờ cái jumbo này thì hoạt động được, nhưng mà phải là cắm điện vô chứ nó không có lò để được. Thì đồng thời mình cũng đặt mua một cái bình bích quy điện lò đó mà của hiệu CDG, để mình lò ra những cái vật dụng như là mobile nè, điện thoại nè, những cái flycam nè, rồi cũng có thể để là du lịch trên xe. Ví dụ như mình nấu nước trên xe, nấu nướng những cái món ăn nhẹ nhẹ trên xe khi mình đi những con đường xa mà theo hệ thống của Europa, những là cái lỗ cắm mà hai chân á. Còn nếu mà ở
Châu thì phải là điện 110 với cái lỗ cắm là 3 hoặc là 2 dẹp. Còn của Âu Châu mình là 20, 220, 240 vôn. Rồi lỗ cắm là 2 lỗ cắm tròn. Thì mình mua theo cái hệ thống Âu Châu á, thì nó cũng mắc. Thì mình mua cái này là CDG Edition 1000. Thì giá của nó cũng là hết 1000 đô. Là cũng là bằng 10.000 đồng tiền Na Uy. Thì mình cũng đang chờ nó về. Hiện giờ thì mình đi làm, nhưng mà mình chưa biết là mình có cũng được viết contract cho tháng tới hoặc tháng tới nữa hay không. Nếu mà mình theo mình hy vọng là có thể mình sẽ ký thêm một tháng nữa là tháng 8. Nhưng mà nếu nó không ký tháng 9 thì mình sẽ lái xe qua Âu Châu chơi. Thì khi mình lái xe đi như vậy thì đương nhiên rất có lợi là có một cái bình bích quy, bình lộn nó là bình điện trên xe, để mình có thể dừng chân nơi nào đó thì mình có điện cho điện thoại, gì cho nấu ăn, cho gì đó. Còn xe trên điện thì đương nhiên là mình có rồi. Hoặc là mình dừng chân lại, mình đậu xe thì mình cũng có sạc được. Nhưng mà nấu ăn mà trên xe thì nó cũng hơi bất tiện. Mình đi ra ngoài những chỗ công cộng, mình ngồi nghỉ chân đó, thì mình có cái bình điện thì mình nấu ăn nó cũng dễ hơn. Còn vấn đề mà nấu ga, nấu gas thì mình cũng có bình gas. Nhưng mà gió nó nhiều thì nó thổi, cũng không, cũng bất tiện. Còn đốt củi, đốt đồ bây giờ thì rất là hạn chế, cấm, thì vì họ sợ bị cháy rừng đó, cho nên những cái điều mà đốt bằng than, đốt bằng củi thì cũng bị hạn chế. Mà ở Âu Châu thì tháng 9 á, thì thời tiết cũng vẫn còn đẹp. Ở Na Uy thì bắt đầu vào thu rồi, nhưng mà ở những nước Pháp, nước Ý hoặc nước Tây Ban Nha, đi càng sâu xuống dưới thì nhiệt độ vẫn còn ấm áp. Ở những nước Âu Châu thì phần dưới thì họ nghỉ hè rất là trễ, nhưng mà miền Bắc Châu Âu á thì họ nghỉ hè sớm, tự vì mùa hè của họ rất là ngắn, đến tháng 9 là bắt đầu vào thu. Nhưng mà những miền Âu Châu phía dưới một chút, thì gần xích đảo á, thì họ nghỉ hè trễ hơn, tại cái mùa hè họ kéo dài. Cho nên những mình thì mình không có con nít, cho nên mình không có đi nghỉ hè sớm. Những người mà họ có con trẻ đó, con nít đó, thì trường nó cho nghỉ hè thì cha mẹ cũng phải nghỉ hè theo con để đưa con đi chơi. Còn mình lớn tuổi, mình già, mình không có con nhỏ thì mình đi làm vào những dịp hè như vậy, rồi mình đi chơi nghỉ hè sau thì nó vẫn có lợi hơn. Tại vì khi mình đi làm mà những người ta nghỉ hè đó thì đường, một là đường xe ít kẹt xe, hai là trong sở làm ít người, ít náo nhiệt, ít ồn ào, rất là thoải mái luôn. Thì nó có lợi là có lợi ở điểm đó. Từ khi mình qua Na Uy đến giờ mình ít có khi nào mà nghỉ hè vào những dịp nghỉ hè sớm hết. Lúc đó mình có con nhỏ, nhưng mà có những lần mình đi thì mình gửi ông bà ngoại đó trong bé Vân dùm. Hoặc là những hồi mình xưa mình còn có chồng ở chung quanh tiết đó, thì mình đi về Việt Nam, thì lúc đó thì hình như bé Vân cũng chưa có bắt đầu đi học hoặc đi nhà trẻ, lúc đó chỉ có đi nhà trẻ thôi. Đó là nguyên do mà tại sao mình có một cái dự định nghỉ hè trễ, và tại sao mình mua một cái bình sạc điện. Đó là như vậy. Còn nếu mà họ ký contract cho mình trong tương lai vẫn còn tiếp tục thì mình vẫn làm tiếp tục cho đến tháng 12, thì mình sẽ nghỉ hè, mình đi Nhật và đi Việt Nam. Mình sẽ đi Nhật khoảng hơn một tuần, còn hơn hai tuần, gần ba tuần thì mình ở Việt Nam. Thì lần này mình không có ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng thì mình có ra rồi. Tại mình biết á, mùa tháng giêng, tháng hai á, tháng giêng hay tháng 12 ở Hà Nội rất là thoải mái, tại vì không khí rất là ấm áp, hơi lạnh vào đêm, rất là thoải mái. Nhưng mà mình thấy rằng là một mùa hè ở Na Uy này đó thì rất là ngắn và rất là ít, mà năm nay thì mưa thì nhiều. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 thì bắt đầu mới có nắng và trời mới ấm áp,
thì nghỉ khoảng chừng 1 tháng là hết được cái không khí như thế bạn như này. Thì mình phải tận dụng những ngày hè vào tháng 12, vào tháng Giêng để đi về Việt Nam. Thì mình đi đã có đi về Việt Nam hồi tháng Giêng rồi, hoặc là đi Thái Lan tháng Giêng rồi. Không khí rất là ấm áp, không quá nóng và cũng không quá lạnh, thì nó rất là hợp với những người như mình từ Bắc Âu về về Việt Nam. Và hồi đó thì mình ở Phú Quốc, ở bãi bãi trong á, cho nên nó cũng ít có sóng, ít có gợn, và nước rất trong, rất sạch. Nhưng mà lần này thì mình ở Nha Trang và mình lựa chọn ở những cái resort spa, chứ mình không ở những cái hotel lớn mà không có bãi biển cá nhân. Cho nên mình hy vọng rằng là những cái bãi biển đó trong sạch và không có nhiều gợn sóng. Thì nói thật ra thì mình cũng không có biết bơi, cho nên mình chỉ xuống là nhúng nhúng một chút thôi. Tại vì nước da của mình như bạn thấy nè, thì nó không có tốt. Lớn tuổi rồi nhưng mà khi mình ngâm vào nước biển á, nước mặn á, thì nó rất là tốt cho làn da. Có ai sợ đen thì sợ, nhưng mà mình thì cần phải có nắng. Đen cũng được, tại vì mình nước da mình đã ngâm đen lâu lắm rồi. Người Na Uy thì họ không có kỳ thị nước da trắng hay nước da đen, nhưng mà mình càng già thì xương cốt nó càng yếu. Giờ đối với mình thì đen trắng không thành vấn đề, thì phải có cái tia nắng mặt trời để mình dưỡng, bồi bổ da và bồi bổ xương cốt của mình thôi. Mình già rồi, ai còn tán tỉnh nữa mình nữa đâu. Mà thật sự thì mình cũng không muốn tái giá. Mình rất là toại nguyện với cuộc sống hiện tại của mình, không bận bộn, không lo âu với những người xung quanh mình. Đương nhiên là vấn đề tiền bạc thì phải lo âu và rất cần. Nếu không có thì mình không còn tồn tại đến ngày hôm nay, bởi vì mình không thể ý lại vào cha mẹ. Cha mẹ đã giúp mình một lần rồi, mình đã hưởng được rồi, thì có lẽ là mình sẽ không đòi hỏi được nữa. Đó là nguyên nhân mùa hè năm nay mình tới trễ, và mình cũng có dự định trễ, và cái dự định của mình cũng không có chắc chắn. Cái quan trọng là mình phải đi làm kiếm tiền để tháng 12 và tháng Giêng mình sẽ về Việt Nam tắm nắng. Còn cái mục đích mà mình đi Japan đó là tại vì ở Nhật Bản là mình đã từng ở đó 2 năm và mình có một ước mơ là mình sẽ trở lại đó trước khi mình qua đời. Và tại vì mình từ giờ mình qua đời đương nhiên cũng còn lâu, nhưng mà khi mình già thì sức yếu mình không có thể đi được, cho nên mình nghĩ là mình phải tốn kém và đi một chuyến này. Đi mùa đông vào Nhật Bản thì rất là lạnh, nhưng mà mình biết là cái sự trang trí mùa Noel bên Nhật mình muốn tận hưởng nó như thế nào so với những nước có đạo Công giáo. Thì vì Nhật Bản là cũng thuộc thành phần về đạo Phật nhiều hơn là đạo Công giáo. Nhưng mà mình thấy là họ cũng trang trí rất là đẹp, cho nên mình cũng đi háo hức đi xem như thế nào. Nhưng mà mình không ở lâu bởi vì mình cần tắm nắng đó. Cho nên mùa đông ở Japan thì cũng rất là lạnh, đôi khi cũng có tuyết nữa, cũng không thua kém gì bên đây Na Uy. Và vật giá bên Nhật á, nó cũng đắt đỏ như ở bên Na Uy. Mà đi về Việt Nam thì cũng tiết kiệm cho mình được một số chi phí. Giá hotel ở Việt Nam mình bây giờ so với mấy năm về trước thì cũng rẻ hơn. Bởi vì sau cái nạn dịch thì cái nhiều cái khách sạn họ bị tiêu tốn, không có được thu thập tài chính, cho nên với lại những cái spa, khách sạn rồi tư nhân cho mướn trỗi lên rất là nhiều. Đó là một sự cạnh tranh rất là lớn, cho nên họ phải xuống giá để mà những khách hàng, những khách du lịch vào. Mấy năm trước thì thường thường là mình đi Nhật hay là đi những nước lân cận xong rồi mình về Thái Lan, chứ ít khi nào mình về Việt Nam. Nhưng mà bây giờ mình so giá thì mình thấy giá cả ở Việt Nam cũng tương đối ổn. Cho nên mình về Việt Nam, và đồng thời mình sẽ coi thử tình hình như thế nào, vì mình dự định 2 năm nữa mình sẽ về Hu Non. Khi mình hồi về Hu Non thì mình sẽ ở đâu? Ở Mỹ thì mình cũng có thể ở, nhưng mà ở Mỹ vật giá bây giờ thì cũng tương đương với Na Uy.
xem thử tình hình kinh tế, môi trường, con người, vật chất, mọi thứ nó có thể thích hợp với một người đã lớn, đã sống lâu năm ở Bắc Âu. Đó là nguyên do. Tại vì mình biết là ở Việt Nam có những cái khu dành cho những người, người Âu Châu ta về đó ta sống, thì mình dễ hòa nhập với họ. Nhưng mà những cái khu vực đó thì không rẻ. Mà nếu mà mình đã muốn đi tìm về những nơi mà mình có thể chi phí ít hơn, bởi vì mình đã về hưu trí rồi, lương mình không khá, thì những địa điểm đó chắc có lẽ là cũng hơi đắt đỏ so với những người về hưu như mình. Hôm nay thứ bảy thì có đám cưới ở một cái hotel, Hostel Quality Hotel thì Oslo 5. Mình là nhân viên ở đó, thì chỉ có những cái hội thảo lớn hoặc là những dự kiện lớn thì mời mình mới đi làm để phụ thêm. Còn những thông thường thì mà mình làm ở trong cái canteen thì mình nấu ăn cho 89 người. Nhưng mà 2 tháng vừa rồi rất là nhẹ nhõm cho mình, bởi vì đa số người ta đi nghỉ hè, cho nên cái lượng người rất là ít, thì mình nấu nướng cũng ít hơn, thực phẩm cũng ít hơn, mà cho nên khi mình dọn dẹp thì cũng nhanh hơn. Cho nên sau những cái thời gian vừa rồi đó, thì 2 tháng vừa rồi mình có thời giờ để làm thêm bánh, bánh kem, để họ ăn thêm tráng miệng. Còn hồi lúc mình vô thì mình rất là căng thẳng, bởi vì cái gì cũng mới, cho nên mình phải dùng thời gian để tìm tòi và học hỏi. Nhưng mà bây giờ thì mọi việc đã quá quen thuộc với mình rồi, và mọi số lượng người ăn cũng cũng ít hơn. Cho nên mình có nhiều thời giờ để mà mình làm thêm những món ăn phụ trội để ăn tráng miệng. Thì theo mình biết thì cái cô mà làm bếp ở đó đó, thì cô đang nghỉ hè, và hình như cô cũng có dự định là nghỉ thêm 2 tuần hè vào tháng 8. Cho nên nếu mà cô ta nghỉ hè thì đương nhiên họ sẽ cần người thì làm. Nhưng mà không biết là cái số lượng công nhân viên trong đó họ có nghỉ hè nhiều lắm không, và họ có cần mình đi làm không, hay là họ tự túc một vô tủ lạnh nhà bếp lấy thức ăn ra tự làm, tự chế biến ăn. Nhưng mà nói gì chăng nữa thì họ chỉ làm, họ vung vẩy ra đó chứ họ không có dọn dẹp, cho nên rất là dơ bẩn. Mà bây giờ là cái mùa hè cho nên là rất là nhiều ruồi. Nếu mà mình không giữ sạch sẽ trong cái khu vực hôi hám rác rưới là rất là nhiều những loại sinh khuẩn nó phát triển rất là nhanh vào những cái mùa nóng như vậy. Cho nên theo mình nghĩ là đương nhiên là họ sẽ cần mình, dù là ít công nhân viên hay nhiều, bởi vì cái vấn đề vệ sinh rất là quan trọng. Môi trường sống của người Na Uy họ ở nơi, những nơi tập thể họ rất là chú ý và rất quan trọng trong vấn đề này. Đó là vấn đề chính. Cho nên nếu mà họ cần mình vào tháng 8 mà họ cũng cần mình vào tháng 9, thì có thể là mình sẽ lái xe đi về miền Nam châu Âu và quay phim cho các bạn xem. Nếu mà mình không đi làm, thì tự vì mình đã từng 2 lần lái xe đi đến Pháp, từ Na Uy miền Bắc châu Âu đến miền Nam châu Âu, một mình thôi, lái xe. Mình không có ngủ trên xe mà mình cũng không có ngủ trong cái lều hay là camping. Mình nơi nào mình dừng lại mình đều ở hotel 5 sao. Tại vì mình đàn bà đi một mình rất là nguy hiểm, mình không có thể ngủ trên xe. Đồng ý ở châu Âu rất là an toàn, nhưng mình đâu biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lần này thì mình rất là muốn thử ngủ lều như thế nào. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi, rất là đau lưng là một. Cái thứ hai là tiểu tiện. Mình lớn tuổi mình cần nhất là vấn đề vệ sinh. Đi những cái nơi công cộng, những cái vấn đề vệ sinh không hòa 100%, 2% như mình mong muốn. Hồi trẻ thì sao cũng được, quệt quạt cũng được. Nhưng mà lớn tuổi rồi, chỉ một chút sơ suất
là mình có thể bị bệnh. Đó là vấn đề rất là cẩn thận. Cho nên á, nhiều người người ta hỏi mình năm nay bao nhiêu tuổi thì mình nói là mình 59, thì mình còn không bao lâu nữa mình về hưu, thì họ nghĩ là không phải, họ đoán mình trẻ hơn 10 tuổi. Nhưng mà theo mình nghĩ là họ lịch sự, người châu Âu họ rất lịch sự, họ nói vậy thôi, chứ họ nhìn tóc mình thì họ cũng biết là mình cũng sắp sửa về hưu. Nhưng mà không phải là mình muốn giữ cho sắc đẹp hay là trẻ mãi không già, nhưng mà khi mình càng già thì mình rất là nhanh đổ bệnh và rất là dễ bị bệnh, cho nên mình phải chủ yếu về sức khỏe của mình. Bây giờ mình đi làm thì cũng chỉ có một ca, rồi nếu mà mình cảm thấy khỏe khỏe thì mình mới nhận ca đêm, chứ hồi xưa là mình làm gần như 24/24, mình ngủ chỉ có 3 tiếng 4 tiếng một ngày, đến nỗi mà mình bị cảnh sát phạt xe và mất bằng lái xe và phải học lại, tại vì mình thiếu ngủ, mình lái xe quờ quạng không được cẩn thận, cho nên bị cảnh sát chặn lại và bắt mình lái xe, lấy bằng lái xe một lần nữa. Mình lần đó mình tốn hết gần 3.000 đồng, 3.000 USD, tiền đô la đó, tức là 30.000 á, để mình lấy lại cái bằng mới, coi như là phải thi lại hết luôn á. Cho nên rất là cẩn thận khi lái xe, khi mình lớn tuổi nữa, không phải như hồi xưa mà mình có chồng, chồng mình là thợ sửa xe, dạy mình lái xe, mà hai vợ chồng ngầu lắm, đổi tài lái xe mà không dừng xe đó các bạn, là biết là mình ngầu cỡ nào luôn á. Là mình lái xe, là khi mình qua Mỹ mình lái xe, là mình lái xe là cái cân đầu mét là lúc luôn á, là chạy 220 mấy km giờ, đến nỗi mà cái người ở chung với mình, anh Thái, anh sợ luôn á, anh nói em làm kiểu này là xe mà nó bắn một cái là cả ba người chết hết, và con mình thì nó ngủ sau xe. Không hiểu lúc đó mình gan dạ đến như vậy. Bây giờ thì không có đâu các bạn ơi. Mình càng lớn tuổi không phải là mình nhút nhát, mà mình càng lớn tuổi thì mình càng cẩn thận. Thì lúc trẻ mình quá bồng bột đó, mình kiểu như ta đây anh hùng rơm á. Thì những các bạn trẻ đừng có bắt chước như mình nha. Khi mình già rồi mình mới hiểu được những cái hành động ngu dốt của mình lúc trẻ. Tuy rằng mình chưa bị bắt, chưa bị phạt, chưa bị mất bằng, nhưng mà những hành động ngu dốt đó mình đừng bao giờ làm. Hay là cái thời mà mình còn bé thì bị cha mẹ đánh đập, thì khi mình lớn lên thì mình ảnh hưởng, thì mình cũng đối đãi với con nặng nề. Nhưng mà khi mình càng già, mình càng sống ở những nơi yên tĩnh, tập thân mình, tâm mình đó, nó tịnh, thì mình càng hiểu được là những cái gì mình còn bé mình học hỏi ở Việt Nam từ cha mẹ của mình là không đúng. Và mình đừng có bắt chước những cái thế hệ trước mà mình đối xử như vậy. Khi càng lớn tuổi thì mình cảm thấy rằng những cái gì mình còn trẻ, những cái quá khứ của mình, những cái cách răn dạy của thế hệ trước của mình không đúng. Nhưng tình mẫu tử vẫn còn đó. Dù rằng mình biết cha mẹ mình hấp thụ những cái văn hóa của thời xưa, vì bởi vì nước của mình á, bị đô hộ của bao nhiêu nước, thì người dân của mình á, bị đánh đập chèn ép, nước nghèo thì người dân phải tìm cách sống, thì dùng mọi thủ đoạn rất là hỗn tạp. Cho nên con người của mình á, thời đó rất là hung hăng, hồ đồ. Họ chỉ vì mọi cách để sống, chứ không phải lỗi của cha hoặc của mẹ của ông bà mình. Bởi vì cái cuộc sống bắt buộc của họ, cái môi trường bắt buộc họ như vậy. Nhưng mà cái thế hệ của mình lớn lên thì cái mình hiểu được, thì mình đã có lập gia đình, mình đã trải qua rồi, thì cái thế hệ sau của con mình nữa thì lớn lên trong một nước văn minh, kinh tế không đến nỗi nào, thì con người cũng thay đổi. Thì mình mong rằng cái sự thanh tịnh trong cái cơ thể con người, bộ não của mình, nó sẽ làm cho gương mặt của mình thanh tú hơn. Đó là vì sao những đứa trẻ sau này sanh ra gương mặt nó thanh tú hơn, cao to, vóc dáng cao to hơn,
đó là nhiều nguyên do, không phải là chỉ là vitamin thúc đẩy cơ thể con người nó phát triển tốt và đẹp, nhưng mà cái môi trường sống nó thanh tịnh cũng làm cho những cái cơ thịt bắp da gương mặt của những đứa trẻ đó nó phát triển thanh tú và đẹp hơn. Đó là nguyên do. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là gần 1 giờ. Mình phải có mặt lúc đó 2 giờ. Cho nên từ đây mình xuống đó, đường không trơn trượt, không xe cộ nhiều, thì từ đây tới hotel thì cũng khoảng nửa tiếng. Thì bây giờ mình có dự định mình phải ăn chút mà mới đi làm. Tại vì ở đó đồng ý là có đồ ăn cho công nhân viên, nhưng mà con người mà lòng tham vô đáy mà, con mắt nhiều khi nó to hơn cái bụng. Nếu mà mình đói mà mình thấy thức ăn bày trước mặt á, là tâm hồn không có được ổn định. Là nó là cái mắt to hơn cái bụng, mà trong bụng mình á, con người của mình á, nó có cái lòng tham vô đáy. Cho nên khi mình ăn no, uống đầy đủ thì mình có thấy thức ăn á, ngon mấy đi chăng nữa thì mình vẫn từ tốn và nhẹ nhàng. Không phải là mình kênh kiệu, nhưng mà khi mình có đủ thì con người mình nó thanh thản. Phải không các bạn? Đương nhiên này không phải là lý thuyết, cái này là kinh nghiệm của một người năm nay 59 tuổi đã trải qua và là đã lập gia đình sớm. Ok, mình sắp sửa đi ra ngoài trời rồi. Mình sẽ không quay được đám cưới bởi vì cái cây cầm mobile của mình á, nó bị không có là được battery á, cho nên không có thể cầm đi lung tung mà có dây điện kéo theo. Mình đang đặt cái mới mà một cái model mới nữa, thì khi nào nó về thì mình sẽ quay phim trong những chuyến đi du lịch cho các bạn xem nha. Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ, một kỳ nghỉ hè tuyệt diệu. Mùa hè năm nay tới trễ nhưng mà mình tận hưởng những ngày nắng đẹp. Bởi vì ở miền Bắc Âu này thì mùa hè không có nhiều lắm đâu các bạn nha. Những ngày hè không có nhiều lắm đâu các bạn nha. Nếu mà các bạn đi chơi ra nước ngoài rồi thì không nói làm gì. Phải không? Ok, thân chào. Và trong tương lai mình sẽ làm một cái video nói về bản thân của mình bằng tiếng Naui, bởi vì mình đang xin việc làm thì luôn luôn có một cái video nói về bản thân mình kèm theo một cái hồ sơ xin việc. Thì họ chỉ vào cái video đó họ sẽ có họ sẽ thấy cái dung mạo của mình và cái cách nói lưu loát của mình qua cái ngôn ngữ mà mình địa phương mà mình đang sống, thì họ mới duyệt đơn của mình. Bây giờ một cái technology mới, cho nên một cái cách xin việc cũng mới, không có giống như ngày xưa nữa các bạn ạ. Không phải là mình chỉ điền đơn, mình viết vô rồi kêu lên interview. Bây giờ họ không cần thời gian nhiều để interview một loạt người, rồi tuyển ra bao nhiêu, rồi interview lần thứ hai. Họ chỉ xem qua cái đoạn video mà mình tự làm lấy, thì họ qua cái đó họ chấm điểm. Thì các bạn sẽ thấy một cái video của mình nữa mà mình nói bằng tiếng Naui. Không phải là mình chảnh đâu nha các bạn, là mình phải đặt ra ở ngoài công chúng. Rồi khi mà mình làm đơn xin việc đó thì mình chỉ cái đường link tới cái video đó của mình đó, thì họ sẽ tự động họ vào đó xem. Và qua cái đó thì họ xem cái đơn xin việc của mình và họ phán quyết duyệt đơn của mình. Mình phải nói trước tại vì mình sợ nhiều người họ nói mình làm chảnh. Ok, chào các bạn. Bye bye, see you again. Bye bye. Làm duyên một chút, chiếc ký cúp vẫn còn luyến tiếc. Tóc bạc hết rồi, bà cụ đó. Bà cụ 58 và 59. Mình tính là sinh nhật 60 nên là mình sẽ tổ chức ở bên Mỹ. Tại vì mình có một cô chị con nhà bác đó, là chị của ba mình, cũng sanh cùng tuổi với mình, chị khác tháng
và một em trai con của cô là em của ba mình cũng sanh được một cậu con trai cùng tuổi với mình. Cho nên mình có một cái dự định là ba anh chị em sẽ gặp nhau ở California và sẽ tổ chức một cái sinh nhật 60 tuổi. Ừ, tại vì cô chị đó, con bác của mình đó thì cũng được giấy bảo lãnh đi qua Mỹ rồi và hiện giờ đang ở California. Còn mình thì ở Na Uy, còn cậu em con của cô mình thì ở Dallas, Texas. Thì ba anh chị em sẽ hẹn gặp nhau ở California và sẽ tổ chức một cái sinh nhật 60 tuổi cùng nhau. Thì để kỷ niệm lại thời đó trong gia đình mình, ba bà con dâu, chị dâu, em dâu, ba bà đều mang một cái bầu cùng một thời điểm và cùng sinh ra cùng một năm, sinh con ra cùng một năm nhưng mà chỉ khác tháng, mà mình thì được sanh trước vào vào dịp Tết, Tết Tết mình đó. Rồi còn cái chị kia thì còn cái em trai thì sanh vào mùa xuân, rồi còn cái chị con của cô thì sanh vào thu, trước vào khi vào đông. Ok, bây giờ không luyến tiếc nữa, bây giờ phải thực sự nói bye bye, thì mình phải ăn một chút rồi mình đi làm. Ok, see you again. Bye bye.